Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục thanh trang kính mời quý vị theo dõi phần 2 phỏng vấn đặc biệt phương Mỹ do Thanh Trúc thực hiện. Thanh Trúc kính chào tái ngộ và mời quý vị bước vào chương trình uh, Chào Washington với Thanh Trúc. Kính thưa quý vị, uh, như quý vị đã biết là hàng năm thì ở vùng uh, Washington DC có một cái hội gọi là Hope for Children in Vietnam là hội hy vọng cho trẻ em ở Việt Nam mà cứ mỗi hàng năm đó thì Thanh Trúc đều được hân hạnh để mà giới thiệu cái hội này và uh, những cái buổi hòa nhạc có thể nói là những buổi văn nghệ để gây quỹ của hội uh, hy vọng cho trẻ em ở Việt Nam đến với quý vị cứ mỗi một năm như, năm như vậy thành ra hôm nay Thanh Trúc lại được uh, hân hạnh mời uh, chị uh, Phương Mỹ tức là Chairwoman của hội hy vọng cho trẻ em ở Việt Nam đến với chúng ta à Thanh Trúc xin chào chị Phương Mỹ. Mỹ xin kính chào chị Thanh Trúc. Phương Mỹ xin kính chào quý vị. Dạ kính thưa quý vị như thế này, vì ở trong cái hội Hope for Children in Vietnam thì nó có cả người Mỹ lẫn người Việt Nam. Người Mỹ ở tham dự vào trong cái hội này cũng đông lắm. À, giống như là quý vị đã thấy là cái vị gọi là chủ tịch đó, hay là giám đốc năm nay của hội đó là ông Paul Claassen là một người Mỹ. Thưa quý vị, thành ra, và đây cũng là một tiếng hát về nhạc dân tộc ở trong những cái buổi hòa nhạc hay là những buổi gây quỹ của Hội Hy vọng cho Trẻ Em ở Việt Nam vào ngày 2 tây tháng 6, phải không chị Phương Mỹ? Và ngày 8 tây tháng 6 sẽ có, sẽ có hai cái buổi văn nghệ, hai buổi văn nghệ này đó là thưa quý vị là của Hội Hy vọng cho Trẻ Em ở Việt Nam mà thường thường Thanh Trúc hay giới thiệu đến với quý vị để mà gây quỹ để có tiền đi về Việt Nam cho năm 2019 này và đồng thời đó quý vị thấy là cũng có 8 tây tháng 6 dạ thì cũng có một cái buổi gây văn nghệ gây quỹ thứ hai thì ở đây đó lại là của cái người chủ tịch của cái hội năm nay đó là ông Paul Clausen sẽ là bảo trợ cho nên có chương trình gọi là đông gặp tây thành ra đó là hai buổi hòa nhạc. À, thưa chị, ngoài ra thì còn năm nay còn có cái gì mới thưa chị Phương Mỹ? Thưa, thưa, cái chủ đề mình gọi là Hương xưa 2019, thì tất cả các giáo sư có ba giáo sư từ Việt Nam qua, một giáo sư từ ở Utah đến và những cái những người nghệ sĩ vùng lô cô giáo sư Kim Oanh thì tất cả là về nhạc cụ Việt Nam. thí dụ như đàn tranh, đàn cò, đàn độc quyền đàn uh, tỳ bà và hát thì những cái bài nhạc cổ nhạc như là ca trù, uh, cổ nhạc miền Nam, uh, hòa tấu, miền Trung và đồng thời cũng có tân nhạc, những cái tân nhạc thì do các em, uh, các, các, các anh, các chị ở trong uh, uh, nhóm uh, nghệ sĩ ở Washington, uh, local Washington DC thì rất là nổi tiếng Và thêm năm nay thì lại thêm được cô um, Celeste Hoffer là cô sẽ Vừa hát vừa đàn Với cái, uh, cái nhóm mà Gọi là The Thrill uh, Diva Thì uh, cái Chương trình rất là phong phú Và vé thì sẽ có bán Tại uh, Hoàng Thơ Hoặc là sẽ liên lạc với Phương Mỹ uh, 7036298492 Hoặc là Bán cũng có thể bán Vé có thể bán tại cửa thưa chị phương mỹ năm 2018 thì tân trúc được biết là à, hội hy vọng cho trẻ em ở việt nam cũng đã làm được rất nhiều việc ở trong nước à, yeah. chị thấy là có cái gì mới hơn để trình bày với mọi người để mà có thể thực hiện được à, cho năm 2019 này luôn dạ yeah, thưa năm nay thì sau cái chuyến đi tháng 3 à, vừa rồi thì phương mỹ cũng đi được uh, hai ba chỗ uh, trại bại não và hai cái trường học tình thương và ba cái cô nhi viện thì phần lớn là những cái uh, sinh hoạt bình thường coi như là mình sẽ giúp những cái uh, tiền học phí, tiền uh, thuốc những cái 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 chuyện mà năm mỗi năm mình cũng vẫn làm. Và trong cái lần này đó thì đi với Po thì mình lại biết là trong cái trường học tình thương đó có uh, các sơ có 170 em thì các sơ chỉ dạy được 3 ngày thôi buổi buổi và cho ăn buổi trưa xong rồi các em lại phải đi ra đường đi bán vé số hoặc là đi bán uh, uh, bông hay là cái gì đó rồi về nhà ai nấy về thì các em nhiều em thì có cha không có mẹ nhiều em thì có mẹ không có cha nhiều em thì không có cha mẹ thì ở với cô gì chú bác gì đó nhưng mà có một sơ nói là có bốn chục em thì không có nhà cửa gì hết thì uh -huh. là tối là cứ việc là kiếm chỗ nào được thì ngủ thành ra là po với lại phương mỹ nghĩ là có thể là mình có thể mình kỳ này mình về nếu mà mình gây được cái quỹ thì mình cứ về mình giúp thêm cái chuyện đó có thể là nhờ sơ kiếm một cái chỗ nào đó hay là lo cho các em nó đầy đủ hơn. Còn cái vấn đề đó là uh, trường học hay là giáo dục thì uh, không hiểu là hội hy vọng uh, cho trẻ em ở Việt Nam có nhắm tới hay không ạ? Vâng cái cái, cái chuyện quan trọng nhau nhất đối với phương Mỹ và tất cả những người trong hội là vấn đề giáo dục. là uh, Phương Mỹ muốn là các em được đi học, học nhiều học ít thì. thì thì cũng phải tùy cái điều kiện mình giúp đỡ nhưng mà phần lớn là tất cả những cái chỗ ngoài cái trại cả ba trại bại não ra thì các em không có đi học được còn tất cả những cái cô nhi viện và trường học tình thương là tất cả phương mỹ đều bảo trợ tuy sinh hết bảo trợ tiền học phí hết và em nào có khả năng học lên như po đã nói thì là phương mỹ cũng muốn giúp để cho mấy em học cao lên để có thể trở về giúp đỡ những cái 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 chỗ mà mấy em đã từ đó mà ra giúp đỡ cho các sơ hoặc là các Nico đã đã nuôi mấy em. Bây giờ Ford đang kêu gọi những người có thể là giúp đỡ học bổng hoặc là uh, giúp đỡ cho uh, nghĩa là dạy nghề. Thì năm nay còn trên thêm một cái chuyện nữa là năm nay Phương Mỹ cũng được có hai ba người bác sĩ và đi về đăng khám sức khỏe. À, à dạ. là kỳ này là đã khám sức khỏe được hai cái trừ hai uh, hai cái cô nhi viện cho mấy dạ. em, tại vì mấy em đâu có được khám sức khỏe. Dạ. Kính thưa quý vị, Thanh trúc xin được phép nhắc lại là hội Hy vọng cho trẻ em in ở Việt Nam đó vào tháng 8 ngày 2 tây tháng 8 không 2 tây tháng 6, tây 6. dạ và à, 8 T tháng, tháng 6. 6 là có hai cái buổi văn nghệ gây quỹ à, quý vị à, nếu mà yêu thương trẻ em nghèo bên Việt Nam muốn giúp một tay thì xin quý vị nhớ đến với à, à, hội hy vọng cho trẻ em ở Việt Nam phần lớn là trẻ em nghèo mà như quý vị thấy đó là cả chị Diana Phương Mỹ à, lẫn cái ông à, chủ tịch là ông Paul Clausen đó đều nói rằng là năm nay có thêm cái mới đó là các em lại được à, có thêm tìm kiếm thêm học bổng cho các em và cái thứ nhì là lại có được khám sức khỏe nữa, à, cái vấn đề y tế cũng được, dạ yeah. uh, yeah, cũng được đề ra. Chị Phương Mỹ có cần bổ túc thêm điều gì nữa không? Phương Mỹ muốn uh, kêu gọi các bạn trẻ, các bạn uh, có cái tinh thần uh, phục vụ, có cái tâm đó, thì Phương Mỹ xin nhờ các bạn uh, Volunteer cho hội uh, những cái việc uh, làm từ thiện. Chẳng hạn như nếu các bạn nào là bác sĩ hay là nha sĩ nếu mà muốn đi chung với Phương Mỹ về để mà giúp đỡ các em thì Phương Mỹ rất là à, rất là cần. Thứ hai nữa là Phương Mỹ cũng xin quý vị mở lòng thương thì giúp đỡ mua vé với lại giúp đỡ dùm cho cái chương trình này. Tại vì tổ chức một cái chương trình nhạc cổ truyền rất là khó khăn mà Phương Mỹ cũng hơi tham là muốn là cả hai vừa giữ giữ được cái nét cổ truyền của dân tộc nhạc Việt Nam mình và cũng muốn giúp cho các em thành ra nó hai cái mission nó rất là điều khó thành ra Phương Mỹ cũng cần quý vị ủng hộ tinh thần. Dạ, yeah. xin cảm ơn thời giờ của chị Phương Mỹ yeah. là Chairwoman của Hội Hy vọng cho trẻ em ở Việt Nam và à, chương trình đến đây xin được chấm dứt mong quý vị à, nhớ đến Hội Hy vọng cho trẻ em ở Việt Nam à, chị Phương Mỹ và Thanh Trúc xin kính chào và kính chúc quý vị một ngày bình an chúng ta cùng chào chung yeah. với nhau nhé. Dạ. Yeah. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến, xin email về Washington DC at sbtn tv Thành Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.